Chào mừng các bạn khán giả của kênh Bốn Mùa Ẩm Thực nha. Hiện giờ mình đang có mặt ở trong khu thương mại trên đường Moran các bạn. Ở đây thuộc thành phố Westminster, Orange County, California. Và cái khu này nó nằm sát bên khu thương xá Phước Lộc Thọ luôn đó các bạn. Thì ở đây có tiệm mì Kim Ký Noodle House. Thì mình được biết ở trong đây bán hủ tiếu mì người Hoa rồi đó các bạn. Những cái món này cũng thường là rất là hấp dẫn và ở đây người ta bán cũng rất là lâu năm đó các bạn. Cho nên mình sẽ quyết định vào Kim Ký Noodle House để mình sẽ gọi món ăn ngẫu nhiên rồi mình review cho các bạn cùng xem. Ở trong khu này thì kế bên thương xá Phước Lộc Thọ luôn các bạn. Rồi trong cái khu này thì mình cũng đã quay nhà hàng Sài Gòn xưa ngày mới khai trương luôn các bạn. Mình tới mình review món nem rán cua bể đó các bạn ở nhà hàng Sài Gòn xưa ha. Rồi hôm nay mình sẽ review món ở Kim Ký Noodle House. Chỗ này là chuyên về hủ tiếu mì của người Hoa đó các bạn. Các bạn đến ăn thì có thể đậu xe ở trên đường này ha, trước ngay cái quán Kim Ký luôn các bạn. Hoặc là các bạn có thể đậu xe ở khu vực Phước Lộc Thọ ha, ở đây rồi hoặc là phía sau đằng kia nữa. Mình mời các bạn cùng vào Kim Ký Noodle House với mình nha. Nằm sát bên dăm mì bánh bao luôn nè các bạn. Đó, mình thấy có những cái dãy bàn ở phía ngoài, những lúc mà khách đông đó cũng ngồi ở ngoài được luôn đó các bạn. Đó, cái dãy hành lang này nè. Mình đi vào ở cái cửa đối diện về khu Phước Lộc Thọ đó các bạn. Ở phía trước này cũng có những cái bàn ha, để mình cũng có thể ngồi phía trước. Rồi mình sẽ đi vào quán. Chị, quán mình chắc lâu năm hả chị? Cũng được 9 năm anh. 9 năm hả chị? Mình dạ. Mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ vậy chị? 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Trong tuần? Mỗi ngày luôn, không có nghỉ ngày nào hả chị? Nói chung là tiệm thứ 3 rồi. Trên kia Goldsmith and Review là 20 mấy năm rồi. Dạ, dạ, dạ. Yeah. Bây giờ mình xem qua cái menu của tiệm Kim Ký nha các bạn. Kim Ký Noodle House thì có các món như là hủ tiếu mì, rồi hủ tiếu mì xào, rồi các món khai vị, rồi các món cơm nữa các bạn, rồi các món cháo nữa. Thì mình thấy cái món hủ tiếu mì rất là nhiều luôn các bạn. Hủ tiếu mì, rồi hủ tiếu hoành thánh, hủ tiếu cá, hủ tiếu bò viên, hủ tiếu gà, rồi cá, bò, cật, tôm, đầy đủ nha các bạn. Các loại hủ tiếu và mì đó. Bún mì vàng nữa nè, hủ tiếu sườn, hủ tiếu đầu biển, hủ tiếu gà đi bộ, hủ tiếu sa tế bò. Các món hủ tiếu mì ở đây thì tầm giá 13, 14 đồng đến 15 đồng các bạn. Các món khai vị thì có dầu cháo quẩy, hoành thánh, bò viên, chả cá, hoành thánh chiên, bò kho Triều Châu, cật heo luộc này kia các bạn. Thì mình thấy giá cũng 12 đồng đến 17 đồng tùy theo món ha. Đa số là 13 đồng. Các món cơm, cơm gà Hải Nam, bánh mì bò kho, cơm chiên, cơm trắng, cơm cà ri gà, cơm trắng xào cá tươi ha, cật heo, bò lúc lắc. Đó, nhiều thứ lắm các bạn, đó là các món cơm á. Rồi các món hủ tiếu xào đó. Xào thì có xào với cá, tôm, cật heo, rồi xào sa tế bò, rồi xào bò, xào thập cẩm. Các món cháo, cháo trắng, cháo vịt bắc thảo, thịt heo, cháo cá, cháo đầu biển, cháo tôm. Rồi các loại thức uống, nước ngọt, sữa đậu nành, xí muội, trà sữa, cà phê. Rồi sâm bổ lượng, dừa tươi, soda, đầy đủ nha các bạn. Ở đây mình thấy có một cái món đặc biệt mà mình ở Sài Gòn Chợ Lớn thì mình cũng có hay ăn ở những cái tiệm mì của người Hoa. Đó là bún mì vàng Phước Kiến. Mà từ khi qua đây là mình chưa có review cái món này. Ở đây có bún mì vàng Phước Kiến không chị? Dạ có ạ. Dạ. Ở đây em cũng nổi tiếng là sa tế nè. Anh có thể ăn hủ tiếu hoặc mì, bò kho, hủ tiếu hoặc mì, rồi thập cẩm. Dạ dạ. Hải sản hoành thánh. Rồi ở đây cái món nổi tiếng đó là cật luộc ha. Người ta cũng thích ăn một dĩa vậy đó. Đâu, cật luộc là bao nhiêu cái giá cật luộc đây là? Ở đây là 17 đồng 50. Cái dĩa này là 17 đồng 50. Dạ, hai người ăn, hai ba người đó. Tùy mình ăn mạnh hay kém. Vậy chị cho mình cái bún mì vàng Phước Kiến là có phải không? Dạ. Bún mì Phước Kiến đi. Anh ăn là súp hay là ăn khô? Súp thì để chung, còn khô là cái nước súp đó để riêng. Chế là khô đi ha. Dạ, thử cái bún mì vàng đó ha. Dạ dạ. Tại vì từ lúc qua đây mình chưa có review cái món này. Dạ. Ở đây thì tụi em chuyên hủ tiếu mì á. Tiệm này là tiệm thứ 3. Dạ dạ dạ.
ở dưới mà họ có ở dưới Goldsmith San Gravio mấy năm trước, mười mấy năm trước. Uống gì không em lấy không cho? Có nước mát ở đây, nước cho mát. Nước mát đi chị. Dạ, rồi đi nước mát ha. Dạ. Này ớt chua. Rồi tỏi, dầu tỏi ha. Dạ đúng rồi, rồi tép mỡ. Đó không ăn nhiều ăn à. Có tép mỡ, dầu tỏi nữa nè. Đúng rồi đó. Rồi tương ớt, tương đen, tiêu, nước tương, giấm nước tương ha. Dạ. Kim Ký Noodle House nằm trên đường Moran. Ở đây thuộc thành phố Westminster, Orange County, California đó các bạn. Địa chỉ của Kim Ký Noodle House là số 15041 Moran Street, suite 107. Ở đây thuộc thành phố Westminster, Orange County, California đó các bạn. Mọi thông tin về địa chỉ, giờ bán và bản đồ chỉ đường mình đều cập nhật đầy đủ trong video và trong phần mô tả video. Các bạn quan tâm thì xem qua nhé. Ở trong quán thì rất là đông khách các bạn, mà quán thì có cái khoảng sân, có kê bàn luôn ở phía trước quán và sát bên cái khu Phước Lộc Thọ luôn các bạn. Cho nên mình nghĩ mình ngồi phía ngoài đây, thì mình chọn cái góc quay phía trong, mình thấy không có góc nào phù hợp, cho nên mình ngồi ở ngoài nha các bạn. Rồi ngoài sân, mà về trời thì giờ đang nắng thì không có lạnh ha. Ngồi chờ chút xíu thì cái phần bún mì vàng Phước Kiến mình cũng có rồi nè các bạn. Cái tô cũng còn nóng hổi ha. Mình gọi là cái mì khô các bạn. Cho nên tô bún mì riêng và cái chén nước riêng ha. Tô này là ở đây giá là 14 đồng đó các bạn. Mình mời các bạn cùng dùng với mình phần bún mì vàng Phước Kiến nha các bạn. Cái tô bún mì vàng của mình đây, nấu khô ha. Bún mì vàng phải có một cái bánh tôm chiên như vậy là đúng kiểu luôn nha các bạn. Rồi trong đây mình thấy có giống như là thịt xá xíu nè các bạn. Rồi thịt xay ha. Rồi tôm, mình thấy nó ba con tôm luôn. Hành nêm mình thấy có hành phi rồi luôn nha các bạn. Còn nếu mà tóp mỡ thì ở trên bàn mình có cái hũ tóp mỡ nữa các bạn. Đó, hành phi sẽ rất thơm. Cọng bún nhỏ nhưng mà nó sẽ dai đó các bạn. Rồi cái cọng mì vàng thì là cái cọng mì to to ha các bạn. Review hả? Dạ. Review cân nhẹ như bún mùa ẩm thật anh. Bún mùa ẩm thật rồi. Dạ. Đó. Mình rồi gọi cái phần khô cho lên cái chén nước nè. Cái chén nước lèo thì cũng có nêm hành. Rồi kèm theo là hẹ và giá đã trần qua ha. Một ít chanh. Đặc biệt là bún mì vàng Phúc Kiến thì ở quán đem ra cho mình giấm tỏi các bạn. Sẽ sử dụng mắm tỏi để mà chan một ít vào trong cái tô mì khô và mình trộn lên mình ăn đó các bạn. Đặc biệt chỉ có cái phần bún mì vàng Phúc Kiến thì mới có cái chén giấm tỏi như thế này. Ngoài ra ở trên bàn cũng có một cái hũ dầu tỏi đó các bạn. Rất là hấp dẫn, rất là nhiều sự lựa chọn luôn. Mình làm một cái chén chấm nè, để một chút mình chấm tôm thịt đó các bạn. Nhưng mà mình làm xong rồi nãy mình quên bấm quay các bạn ơi. Thì ở trong này mình bỏ vào đây giấm nè, nước tương nè, rồi sa tế, rồi tương ớt các bạn, rồi một ít dầu tỏi ha. Rồi bây giờ mình cho một ít cái giấm tỏi vào để mình trộn lên nha các bạn. Đó, còn bốc khói luôn. Cộng bún và cái mì vàng, ngay cả cái màu sắc nó cũng tương phản nhau các bạn. Cái kích cỡ nó cũng tương phản nhau. Cộng bún thì nó bún nhỏ ha. Rồi cộng mì vàng thì là mì to. Tạo ra một sự khác lạ đó các bạn. Mình thấy ở Sài Gòn, chợ lớn này kia thì cái món này người ta cũng bán nhiều và ăn nhiều đó các bạn. Cộng bún nhỏ thì nó có cái độ dai dai ha, kết hợp với cộng mì vàng to, một cảm giác cũng là lạ các bạn. Vì mình gọi cái bún mì vàng Phúc Kiến mình gọi món khô ha, cho nên có một cái chén nước lèo riêng. Quán là chuyên về hủ tiếu. Quán này thì có mấy chi nhánh và cũng bán rất là lâu năm các bạn. Cái nước hủ tiếu cũng ngon. Cái giấm tỏi này thì nó thơm và nó chua chua các bạn. Bún mì vàng thì trong này người ta cũng có nêm qua các bạn. Cái vị nó cũng vừa ăn ha.
nó nhẹ nhẹ chứ nêm không có mặn lắm, không có mạnh lắm. Cái vị nêm gia vị nó thoảng thôi. Và lẫn trong bún mì vàng thì có thịt xay nữa nha các bạn. Thì theo mình được biết thì bún mì vàng Phúc Kiến, người Hoa ở Chợ Lớn đó các bạn, thì người ta bán thì có bún mì vàng nè, ở trong đây có một cái bánh chiên, cái bánh tôm nè các bạn. Rồi rau thì sẽ làm cải xà lách xoong các bạn. Nhưng mà ở bên Mỹ thì rau nó hơi khác ha. Ở đây mình thấy rau trong này thì có người ta nêm hành và hẹ các bạn. Ở Sài Gòn thì ở Chợ Lớn thì mình ăn có cái xà lách xoong, mình trộn lên ăn nó cái vị nó nhẫn nhẫn đó các bạn. Cái bánh tôm này mình thấy cũng giòn các bạn, to ha. Mình đã cắn nó giòn rụng các bạn, rồi nó có con tôm rất là to ha. Còn cái phần vỏ luôn. Ngoài con tôm ở trong cái bánh chiên đó, còn có thêm ba con tôm nữa các bạn. Ba con tôm được lọc vỏ ha. Rồi còn phần đuôi nè. Ba con tôm cũng khá là to các bạn. Cái nước lèo của cái bún mì vàng này cũng khá ngon á. Ở trong cũng có nêm hành, rồi có tiêu này kia các bạn. Ăn cũng thơm. Những cái tôm mỡ thì béo và giòn các bạn. Đem ra cho mình thì một dĩa này có một ít hẹ rồi giá trụng các bạn. Thiếu thì mình thêm vô, chứ ở trong cái tô bún mì vàng này thì quán cũng đã để có hẹ ở trong này rồi các bạn. Có một vắt chanh, nhưng mà chắc mình sẽ không sử dụng chanh, bởi vì trong tô có cho cái giấm tỏi vào rồi đó các bạn. Trộn đều lên thì có những phần thịt xay nó trộn lẫn vào, ăn cũng khá là ngon. Mình thấy cái tôm mỡ cũng ngon các bạn, mình lấy thêm chút xíu nữa. Trong cái tôm mỡ này quán có trộn qua cái muối các bạn, cho nên mình ăn tôm mỡ có vị béo và vị mặn mặn. Trong tô mì thì cũng có những cái miếng xá xíu nha các bạn. Xá xíu được cắt mỏng nên ăn nó cũng mềm mại các bạn. Gấp một đũa lên thì trộn lẫn giữa cộng bún nhỏ dai dai ha, rồi cộng mì to, nhỏ và to mà lại kết hợp lại nó hòa hợp các bạn. Rồi lẫn vào là những thịt xay, rồi hành nè. Cái bánh tôm này người ta chiên giòn các bạn. Trong cái này cũng còn nhiều thứ trong này lắm nha các bạn. Còn tôm rồi nè. Mình nghĩ thì người ta cho cái chén giấm tỏi để mình chan và mình trộn lên các bạn, thì nó sẽ dung hòa các vị lại các bạn. Các vị nhạt rồi các vị mặn á, chứ giấm tỏi chua và thơm nó sẽ dung hòa các vị khác nhau ở trong cái tô các bạn. Ăn qua tô bún mì vàng ha, Phúc Kiến ở quán Kim Ký Noodle House ở sát bên Phước Lộc Thọ luôn các bạn. Thì mình thấy có bún mì vàng nè, có cái bánh tôm chiên, rồi đúng kiểu ha, rồi có rau. Ở Chợ Lớn Sài Gòn thì người ta trộn với lại xà lách xoong. Ở đây thì mình thấy có hẹ và hành nha các bạn. Nhưng mà không sao, bởi vì nhiều khi rau ở bên Mỹ nó sẽ khác hơn là ở Việt Nam đó các bạn. Mình không có đòi hỏi được nhiều. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình.
Mình chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Mình rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình và các bạn nhớ đón xem video tiếp theo của mình nha. Xin chào tạm biệt. Bye bye.